Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2023. Hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn với thế hệ cha anh đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Dự tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và một số ngành có liên quan. Kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa đã đặt ra nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, đề cao thực hiện thẩm quyền tạm đình chỉ công tác của người đứng đầu đối với cán bộ cấp dưới để kiểm tra, xử lý khi có dấu hiệu vi phạm. Để triển khai kết luận trên, ngày 1 tháng 12 năm 2021, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch số 03, trong đó Ban Tổ chức Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đây là vấn đề mới và khó, vì vậy Ban Tổ chức Trung ương mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến về các nội dung trong dự thảo quy định đảm bảo tính thực tiễn. Tại hội nghị, các ý kiến đều khẳng định sự cần thiết ban hành quy định để nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thống nhất, đồng tình về bố cục, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, đồng thời đóng góp làm rõ hơn, bổ sung thêm các trường hợp đối tượng cán bộ vi phạm cần đình chỉ, nội dung thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ. Làm rõ về vấn đề quản lý hồ sơ cán bộ khi bị đình chỉ công tác, thống nhất thời hạn tạm đình chỉ công tác giữa công chức và viên chức. Bên cạnh đó, góp ý về chỉnh sửa câu từ ngữ để bảo đảm chuẩn xác, ngắn gọn theo quy định của pháp luật. Tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với dự thảo quy định và các ý kiến đã phát biểu, đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung một số nội dung để quy định rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc ra quyết định tạm đình chỉ đối với cấp dưới. Vấn đề kiểm soát quyền lực đối với người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, việc sử dụng thống nhất một số cụm từ trong điều khoản cụ thể để phù hợp với các văn bản hiện hành của Đảng. Đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu xây dựng dự thảo mẫu hóa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ kèm theo để các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện thống nhất trong toàn quốc. Kết luận tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, dân chủ, đồng thời giao bộ phận soạn thảo nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, tham mưu, hoàn chỉnh dự thảo quy định trong thời gian tới. Huyện ủy Gia Viễn vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện, các chỉ tiêu về xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó có 5 chỉ tiêu đã hoàn thành trước kế hoạch mà nhiệm kỳ đại hội đề ra. Kinh tế của huyện từng bước tăng trưởng theo hướng bền vững, đầu tư công được tăng cường và phát huy hiệu quả, dịch vụ thương mại du lịch phục hồi và phát triển, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới nâng cao toàn huyện đạt trên 2.000 tỷ đồng, có 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã nông thôn mới nâng cao. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều vượt so với chỉ tiêu được giao. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, nâng cấp. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo thực hiện toàn diện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Gia Viễn đã thành lập 4 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trực thuộc huyện ủy và 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, kết nạp được hơn 600 đảng viên mới. Việc sắp xếp điều động bổ nhiệm luân chuyển cán bộ thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Nhất là thực hiện bố trí bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người địa phương, tiếp tục phát huy hiệu quả tốt, chất lượng hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân, công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của ủy ban nhân dân các cấp được nâng lên. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nửa đầu nhiệm kỳ, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 22 đã đề ra. Các đại biểu cũng thống nhất với đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu đến năm 2025 có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3% tổng số đảng viên trở lên. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Ninh Bình khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11. Đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy đã tới dự. Cùng dự có các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại thành phố Ninh Bình, lãnh đạo Văn phòng Đoàn, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2023, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình thế giới và khu vực, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng với sự thống nhất nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự ủng hộ tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, sự chung tay trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, thành phố Ninh Bình đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tương đối ổn định, có mặt phát triển, kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư theo kế hoạch cụ thể, văn hóa xã hội được quan tâm, nhất là giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao, quốc phòng an ninh được chú trọng, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố ngày càng trong sạch vững mạnh. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội của đất nước, của tỉnh và thành phố. Thường trực các ban của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định mà trọng tâm là tổ chức thành công 2 kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Hoạt động giám sát tiếp tục được quan tâm, chú trọng, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Việc chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp đã từng bước thể hiện sự quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách nhà nước năm 2023. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Hoa Lư khai mạc kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, tới dự có đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Hoa Lư. 6 tháng đầu năm 2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn thách thức, song huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đầu tư, dịch vụ tiếp tục tăng. Giá trị sản xuất đạt trên 3.500 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2022. Sản xuất vụ đông xuân được mùa, năng suất ước đạt 66 tạ trên 1 hectare. Một số mô hình lúa, cá, nuôi cá rô tổng trường, trồng sen giống mới đạt hiệu quả cao, đang được duy trì, mở rộng diện tích. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, toàn huyện có 56 trên 85 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
huyện đã cơ bản hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có tiến bộ, đã phối hợp tổ chức thành công lễ kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội Hoa Lư năm 2023. Lễ hội Đền Thái Vi, tuần du lịch Ninh Bình với chủ đề Sắc vàng Tam Cốc Tràng An, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện có nhiều đổi mới, công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ban của Hội đồng Nhân dân huyện đảm bảo kịp thời, có hiệu quả. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện đã nghe, xem xét các tờ trình, báo cáo thẩm tra và thông qua dự thảo các nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân huyện Hoa Lư khóa 20 diễn ra trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 7. Chiều nay, huyện ủy Kim Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và 5 năm thực hiện kết luận số 43 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến dự. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 25 và 5 năm thực hiện kết luận số 43 đã tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng lên. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đã tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trên các lĩnh vực. Công tác phối hợp trong tổ chức triển khai thực hiện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và các hội quần chúng từng bước đổi mới về nội dung và phương thức, hướng về cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua dân vận khéo được phát động sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Hiện toàn huyện xây dựng 358 mô hình điển hình dân vận khéo. Làm tốt công tác dân vận đã góp phần khơi dậy sức sáng tạo to lớn của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Nhân dịp này, Kim Sơn đã biểu dương khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan. Cùng đi có đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và thực hiện các chế độ chính sách cho 146 thương bệnh binh, đối tượng chính sách. Trong đó có 68 thương bệnh binh nặng, 24 người bị nhiễm chất độc hóa học, 54 bệnh nhân xã hội. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, đối tượng chính sách đang điều trị tại trung tâm. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng công an nhân dân luôn biết ơn công lao to lớn của các thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đã và đang có những hoạt động thiết thực để tri ân các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng. Hiện nay, tuy chiến tranh đã đi qua, nhưng các thương binh, bệnh binh vẫn từng ngày, từng giờ phải tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Với tinh thần thương binh tàn nhưng không phế, đồng chí Thứ trưởng mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục vượt qua khó khăn, tích cực điều trị, vượt qua nỗi đau thể chất, sống vui, sống khỏe là tấm gương sáng cho các thế hệ tiếp nối, noi theo. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị cán bộ, nhân viên trung tâm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chăm sóc nuôi dưỡng thương bệnh binh theo đúng truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. Sau khi tặng quà cho trung tâm và các thương bệnh binh, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn đã đến dâng hương tại nhà thờ tưởng niệm người có công của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức gặp mặt các đồng chí là thương binh, con liệt sĩ hiện đang công tác tại các cơ quan đơn vị trực thuộc. Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan đơn vị luôn quan tâm, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để các thương binh, thân nhân liệt sĩ vượt qua khó khăn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo đơn vị gửi lời thăm hỏi gia đình và động viên tinh thần các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền thống quê hương, gia đình và phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp trí tuệ, sức lực xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, không ngừng phấn đấu vươn lên, xây dựng gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội Cựu chiến binh tỉnh vừa phối hợp với Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh, một số doanh nghiệp và nhà hảo tâm tổ chức hai đoàn đi thăm, tặng quà cho hội viên là thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ. Tại các huyện Kim Sơn và Gia Viễn, hai đoàn đã tới thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ tấm lòng tri ân, biết ơn đến các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, các gia đình thương binh, bệnh binh, lắng nghe kiến nghị, đề xuất của các gia đình để sớm có giải pháp hỗ trợ. Hơn 300 xuất quà với tổng trị giá trên 150 triệu đồng đã được trao tặng, làm việc làm đầy ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Đây là nghĩa cử cao đẹp, tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ của dân tộc, thể hiện nghĩa tình đồng đội của các cựu chiến binh, sự tri ân, trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng xã hội của các doanh nhân cựu chiến binh, các nhà hảo tâm. Thấm nhuần truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc hướng tới ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn với thế hệ cha anh đi trước, đã cống hiến hy sinh thân mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bé ở xã Lạc Vân của tuổi trẻ huyện Nho Quan. Mẹ có người con trai duy nhất hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Năm nay tuy đã bước sang tuổi 94, song còn khỏe mạnh, minh mẫn. Đây là một trong nhiều hoạt động mà tuổi trẻ huyện Nho Quan triển khai đền ơn đáp nghĩa, tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc. Triển khai tới 100% các cơ sở đoàn. Trong đó thì chỉ đạo các cơ sở đoàn trọng tâm, trọng điểm các hoạt động chăm lo tới các cái gia đình thương binh liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các cháu thiếu niên nhi đồng có trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ thương binh liệt sĩ. Thành đoàn Ninh Bình vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình bà Lê Thị Dậu là vợ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại phường Bích Đào. Qua vận động quyên góp tài trợ đã trao tặng số tiền 100 triệu đồng để gia đình xây dựng ngôi nhà mới, sớm ổn định cuộc sống. Rất là cảm ơn thành đoàn và các cấp các ngành đã giúp đỡ gia đình tôi, là tạo điều kiện cho gia đình tôi là có thể xây được ngôi nhà mới để giúp mẹ tôi hưởng tuổi già với vợ chồng con cái sinh hoạt cho nó thoải mái ạ. Với tháng 7 thì thanh niên thành phố triển khai các hoạt động như là triển khai hoạt động uống nước nhớ nguồn, là đến thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, gia đình thương bệnh binh liệt sĩ, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn liên quan đến liệt sĩ. Chúng tôi tổ chức các đoàn viếng thăm các phần mộ, dọn dẹp các phần mộ khu vực nghĩa trang trên địa bàn thành phố. Những hoạt động thiết thực đầy ý nghĩa của tuổi trẻ Ninh Bình thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, thực hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với công tác đền ơn đáp nghĩa. Sáng nay, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự tại điểm cầu Ninh Bình có lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo các ban ngành liên quan. 6 tháng đầu năm, toàn ngành tư pháp đã quyết tâm nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch công tác xây dựng và thi hành pháp luật, thi hành án, phổ biến giáo dục, kiểm tra văn bản, quy phạm pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của đất nước và của từng địa phương. Kết quả hầu hết các lĩnh vực của ngành đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó có một số lĩnh vực đạt kết quả nổi bật như công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với chính phủ, chính quyền các cấp về phát triển kinh tế xã hội được tăng cường, truyền thông phổ biến về chính sách pháp luật mới,
đối với ngành tư pháp, tỉnh Ninh Bình đã bám sát chương trình công tác của Bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai đồng bộ các lĩnh vực, chủ động phối hợp với các sở ngành có liên quan, làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh và trực tiếp tham gia giải quyết nhiều việc khó, phức tạp, gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng thể chế và theo dõi thi hành pháp luật, bảo đảm tính pháp lý và hài hòa các mối quan hệ xã hội, tạo nên sự ổn định để phát triển. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật dần đi vào chiều sâu với nhiều hình thức đa dạng, đã truyền tải được nội dung cơ bản, thiết thực của những chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật mới tới người dân. Nghiên cứu giải pháp tăng cường vai trò quản lý nhà nước, đặc biệt đối với hoạt động công chứng, chứng thực, hộ tịch, đấu giá tài sản, hỗ trợ tích cực cho các cơ quan tiến hành tố tụng và tránh thất thoát tài sản nhà nước, thực hiện chuyển đổi số mang lại nhiều tiện ích cho công dân, tổ chức. 6 tháng cuối năm, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, ngành tư pháp kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, bám sát 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 54 nhóm nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực công tác thường xuyên năm 2023, tập trung xây dựng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, tập trung nguồn lực nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Cục Thuế tỉnh vừa tổ chức chương trình bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn kỳ 4 đối với hóa đơn điện tử quý 2 năm 2023. Trên cơ sở dữ liệu trên 261.000 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có ngày lập từ mùng 1 tháng 4 đến 30 tháng 6 năm 2023, trong đó hơn 18.300 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện đưa vào lựa chọn ngẫu nhiên. Đại diện Hội đồng Giám sát chương trình đã bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn may mắn trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế. Kết quả có 25 hóa đơn trúng giải. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 16 giải khuyến khích. Chương trình nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, tránh thất thu ngân sách nhà nước, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của người mua, đồng thời khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Những người trúng thưởng của quý 2 năm 2023 sẽ được Cục Thuế tỉnh trao thưởng vào thời gian sớm nhất. Trong những năm qua, bên cạnh công tác xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, các cấp hội cựu chiến binh huyện Nho Quan đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Qua đó góp phần giúp nhiều cán bộ, hội viên cựu chiến binh phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân, sức trẻ cho độc lập tự do của dân tộc, cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhường ở xã Gia Lâm tiếp tục chiến đấu trên mặt trận kinh tế. Sau khi được hỗ trợ về kỹ thuật, tham quan các mô hình hiệu quả trong và ngoài tỉnh, ông đã tích tụ ruộng đất, xây dựng mô hình nuôi cá, ba ba và lợn rừng. Chính nhờ sự động viên khích lệ từ những người đồng đội đã tiếp thêm cho ông nghị lực để không ngừng cố gắng vươn lên thoát nghèo. Từ khi về làm kinh tế trang trại thì nó có nhiều cái, nó khó khăn ở cái chỗ là kinh nghiệm mình chưa có nhiều. Thứ hai nữa là vốn liếng, thứ ba nữa là thời tiết. Cho nên là cũng chủ yếu là mình cố gắng thôi. Đến nay thì là thu nhập nó ổn định, thường thường nó chỉ vào cỡ 250-300 năm. Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn huyện Nho Quan luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới hội viên, nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, động viên khích lệ cựu chiến binh mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với tiềm năng, lợi thế vùng miền và điều kiện của mỗi gia đình để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên chính quê hương. Từ khi mà bộ đội về thì tôi phát huy cái tinh thần người cựu chiến binh để xây dựng kinh tế gia đình, thì vừa chăn nuôi vừa làm đồng ruộng trồng màu, qua đó thì là cũng mang lại cái hiệu quả kinh tế cho gia đình, góp phần xây dựng cho quê hương giàu đẹp. Ngoài cái hỗ trợ về kinh tế thì chúng tôi cũng tiến hành là động viên, khuyến khích và tạo mọi cái điều kiện để cho cái đà phát triển cho anh em nó phát triển tốt. Đặc biệt là từ năm 2017 cho đến nay thì với cựu chiến binh chúng tôi làm một mô hình gì, một cái sáng kiến gì thì chúng tôi cũng đều hoàn thành và đều có cái hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hơn 3.400 lượt hội viên vay với tổng dư nợ đạt trên 133 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Đến nay, trên địa bàn huyện có gần 200 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Mức thu nhập của hội viên ngày càng tăng và cơ bản không còn hộ cựu chiến binh nghèo.
để hỗ trợ cho các hộ kinh binh phát triển kinh tế để có hiệu quả. Và nhất là cái quỹ của vòng tay hành động của hội trong năm qua đã cho anh em hội viên vay không lãi suất để làm kinh tế. Đến nay là đời sống của anh em hội viên trong toàn huyện đã có rất nhiều tiến bộ, nhất là những năm vừa qua sau khi tổng hợp chúng tôi thấy là hộ khá giàu là có 76,5% hộ khá giàu. Đây là cái việc làm cụ thể của cán bộ hội viên cựu binh cũng như là bộ hội của hồ năm xưa về đời thường để làm kinh tế và phát triển địa phương, góp phần và xây dựng quê hương Nho Quan ngày càng văn minh và đẹp. Với những việc làm, mô hình thiết thực, hiệu quả, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên và ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội trong giai đoạn hiện nay. Hoạt động thủ đoạn của tội phạm kinh tế tham nhũng với phương thức thủ đoạn rất đa dạng tinh vi, nhưng với bản lĩnh trí tuệ và tinh nhuệ, lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tội phạm kinh tế phần lớn có trình độ hiểu biết về pháp luật gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong phát hiện và đấu tranh. Trước thực trạng ấy, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát kinh tế đã chủ động nghiên cứu, phân tích, đánh giá diễn biến tình hình của tội phạm để có kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Để làm tốt công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thuế, đặc biệt là các tội phạm về mua bán trái phép hóa đơn, thì đội chúng tôi đã thực hiện cái sự chỉ đạo của cấp ủy lãnh đạo đơn vị, chúng tôi thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, bám sát địa bàn, phát hiện ra các cái doanh nghiệp có cái dấu hiệu nghi vấn về mua bán trái phép hóa đơn, như là thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh, thay đổi chủ sở hữu, người đại diện trước pháp luật và có các cái giao dịch đáng ngờ. Sau đó chúng tôi sẽ phối hợp với lại cơ quan thuế, ngân hàng, sở kế hoạch đầu tư tiến hành xác minh để làm rõ và phát hiện, xác định các cái sai phạm, đưa ra xử lý theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, phòng còn chủ động tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh, xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành bảo hiểm xã hội, tài chính ngân hàng, công thương và quản lý thị trường, thường xuyên trao đổi thông tin tình hình tội phạm với các sở ban ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Lực lượng quản lý thị trường cũng đã phối hợp với lực lượng công an kinh tế, đã tiến hành kiểm tra và xử lý trên 300 vụ và số tiền thu phạt ở đây là trên 6 tỷ đồng. Và nhất là trong cái vụ việc vừa rồi chúng tôi kiểm tra cái hệ thống thời trang Loli thì lực lượng công an quản lý thị trường cũng đã kiểm tra và đã xử lý trên 1.2 tỷ số tiền thu phạt. Sự phối hợp đấy thì trong cái thị trường tại ở tỉnh nhà thì cũng đã được đảm bảo. Từ đầu năm tới nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã điều tra làm rõ 14 vụ việc, trong đó khởi tố 37 bị can, chủ yếu liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giả, lợi dụng ngành nghề quan trắc môi trường, làm giả báo cáo, tổng giá trị thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Phát hiện, bắt giữ, xử lý 21 vụ vi phạm hành chính như buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, trốn thuế, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tạm giữ hàng hóa tổng giá trị trên 6 tỷ đồng. Thì bản thân tôi đã không ngừng là học hỏi và nghiên cứu, tập trung vào các cái lĩnh vực cần đấu tranh cũng như là nghiên cứu về các cái diễn biến rồi thì hành vi phạm tội của các đối tượng. Thì qua đó thì đã đưa ra được nhiều cái phương pháp, cách thức thực hiện có hiệu quả, khai thác tâm lý, từ đó là đưa ra cái biện pháp điều tra cho phù hợp. Ngoài ra chúng tôi cũng thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rồi biện pháp liên quan đến kỹ thuật nghiệp vụ, rồi thì sử dụng các cái chứng cứ tài liệu để đấu tranh trực tiếp. Đặc thù công việc thường xuyên phải đối mặt với các đối tượng phạm tội kinh tế, tham nhũng, môi trường, nhiều cám dỗ. Nếu không có bản lĩnh, sẽ dễ sa ngã. Do vậy, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng. Thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm sâu, nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực xuyên suốt, trọng điểm. Những vấn đề nổi cộm, phức tạp được dư luận quan tâm, những sai phạm tiêu cực về tham nhũng, kinh tế để tập trung xác minh, điều tra, xử lý nghiêm. Chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kiến nghị cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các giải pháp hữu hiệu chấn chỉnh tồn tại bất cập, bịt kín những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế.
Những thành tích đạt được của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát kinh tế thể hiện sự nỗ lực không ngừng, sẵn sàng vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ, góp phần tô thắm thêm truyền thống công an anh hùng.